nhà thuốc tiếp tục nấu mẻ cao cao sơn dương. Tẩm ướp gia vị gừng nha, gừng ngâm với rượu. Xương này là được trần qua nước sôi và rửa sạch 4 hoặc 5 lớp, 6 7 nước cũng được. Càng nhiều càng tốt. Rửa càng nhiều thì xương càng sáng. Càng nấu ra càng ít càng thơm không bị bán. Hàm này không thật là mình trách tay, xương rất là sắc. Cứ cho đất vào rồi là chúng trộn đều sau làm đủ các công đoạn thì nó rất là dài, quan trọng nhất là cái vệ sinh sạch sẽ được. Sau này ta cũng bổ thận tráng dương, hỗ trợ điều trị đau lưng rất là tốt, nhất là thì nam giới mà cho thêm vào vị biệt dược vào như giảm sâm, ba kích, dấm trong mắt, mùi không dung, thủ ô, cô toái, cổ tích vào thì tuyệt vời, và một số vị dược liệu khác. Và tí ra cho ta cái chảo to hơn để ta cho chị đợi em tí. Thế thuốc gì chị ơi? Rồi đợi em một tí thôi. Em tẩm ướp xong mẻ cao linh xương này, ta bị xong em lấy thuốc cho chị. Ok rồi. Thế là làm xong thì đợi một lúc nhà thuốc sẽ trộn đã ủ thêm thời gian 20 phút sau thì sẽ cho vào một nồi đây. Sau khi được tẩm ướp xong và phơi nắng nhé, một thời gian thì mình sẽ cho vào nồi. Giọ thì đây là cái giọ của trong nồi thì đây. Nhặt các cái xương gáy xuống dưới, xương to như trên. Đây dược liệu này là dược liệu đấy rồi. Xương và dược liệu là có mùi thơm và ngọt thì lớp này phải là nắng dâm, nắng
Nhưng mà nắng không được nắng quá, không được quá. Nắng tầm khoảng từ 8 đến 10 giờ. Cho xương bé ở xuống dưới rồi, ta xếp xương to ở lên trên. Đổ các vị thuốc dược liệu bổ thận tráng dương, ích tinh tủy. Dược liệu phải được đảo đều, xếp này, đều cho nấu cao được tiết ca tinh chất và dược chất được tốt. Thì ta sẽ đổ nước, nước ta dùng nước lọc nhá. Đổ từ từ đó, không cần đổ nhiều. Cho ngập xương và ngập lá dược liệu. Khoảng từ nhanh thì được 3 ngày, không lâu thì 4-5 ngày. Sau đó ra cô sang nồi thứ hai để cô ca. Và cô ăn cô ca như nào tiếp theo thì phải cần thời gian. Thì mà mất 3-4 ngày cơ. Anh em tôi mất 3 ngày, 3 đêm nhé. Để hoàn thành một mẻ cao dược liệu. Nấu cùng xương dương nhé. Tức là xương của dây núi đấy, dược liệu có giúp bổ thận tráng dương nhá, tăng cường sinh lý nhá, hỗ trợ điều trị thoát vị đệm này, đau lưng mỏi gối này, tê bì trên tay này, ăn ngủ kém này, người gầy hay mệt mỏi này, đoản hơi này, đấy, rất là tốt nhé. Những ai bị gầy yếu sau sinh, còi xương này, mà sau sinh mà bị thiếu máu ấy, thì dùng cái này là sức rất là nhanh nhé, cao xương dương này cùng dược liệu. Đấy, bao nhiêu công sức mới được là cao này. Thực tế nhá, nấu từ đầu đến cuối. Đấy, nấu cao thì không được vội. Đảo từ lúc 8 giờ sáng đúng không? Bây giờ là gần 8 giờ đêm. Gần 10 tiếng. Mình nhà thuốc mình nấu thủ công để cho mọi người biết là nấu mẻ cao theo cổ truyền của các cụ ngày xưa để lại nó vất vả như nào. Đây là trải nghiệm thôi. Còn tiến tới nhà thuốc sẽ nấu vào bằng máy nhé, bằng máy nồi máy dầu ấy sẽ cao nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn, được mất sức hơn. Bây giờ mình sẽ gìn giữ cái tinh hoa của các cụ ngày xưa em phải chưa? Nấu cao. Đấy, cô cách thủy, cô bằng cát hoặc có đâu cô bằng nồi nhôm, nồi gang dày mà nhà thuốc thì lựa chọn làm cô cách thủy bằng nước nhé, thì mình biết là con của em ơi.
lúc mà cao đặt sánh này, mình phải quấn mắt đây. À, đứa đi em. Chỉ tương với nhau có 1-2 phút, 1-2 giây, 5-7 giây là xong thôi. Chứ là không, hoặc như người ta này. Đây, không thầy dành cho những người yếu nhé. Mình khỏe tay, khỏe tay, đảm mạnh này. Mình tăng cao mà sơn chưa được nguyên liệu thì nó mà dẻo cao em được chưa? Thì đấy, em đánh như đây, mình ghi không? Người hỏi hai người, này mặt tay lên, đó. Ngang tay để còn da là da cao. Nặng không em? Nặng. Bây giờ sức nặng thì tốt. Bánh nhá. Bánh nặng. Thế là thực tế nha, hình ảnh cao thực tế nhá. Nói dù thì là thuốc quay buổi tối đây. Vừa xong rồi hết cái bệnh nhân gầy tay xong. Đó. Mỏi tay chưa? Được, anh cứ giữ đi. Ăn nhiều cao cũng khỏe hết anh ạ. Chính là nên tí nhỉ. Được. Thôi, đang cầm đây. Thay đổi nhau đi. Anh cầm này, anh chuyên nghiệp hơn đấy, kiểu chú mới đấu đúng không? Anh là con nhà nghe rồi, sao đây là kinh nghiệm là đảo thuốc đấy, nhà nâu nâu không đảo thuốc, bao năm nay không đảo thuốc vẫn dẻo hết đấy. Không là em ơi, đánh tan đi. Ồ, này hả, sao bạn mở sánh đấy. Là hơi nước này, chưa được. Hết gà, gần hết gà rồi. À, hết bình gà, to vừa đấy không? Nó to này, ấy lại, nó bay hết nước đi. Đấy, nó sánh đấy. Chính xác của em nhé. À, nấu cao này phải khí khỏe đấy. Điều hòa khí ấy, không thở dốc là không được đâu. Còn ngày hai anh em, ngày hai bên này. Đây là nấu cao của con nhà nghề. Ngày hai em tập thể hình nên này, độ cơ dẻo thì cũng khá là ổn. Chưa được. Bây giờ là phải sánh cơ. Cần được rồi đấy. Tôi nhìn này trong như củ này chưa? Như thịt. Thành. Thế tới nhà mình sẽ làm một máy nhá. Máy thì được. Dầu thì dầu. Các bạn là dầu cho dầu thì được. Được cái nó chịu nhiệt đấy, dầu nhiệt đấy. Nhỏ lửa em ơi, bắt đầu cháy 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 nhỏ lửa đi. Mình chắc vào em. Cái đứa tay khác, tay tăng như tay này. Em mở, tay mở, đi đây, mở. Cái đứa này, à, bám chắc tay thôi. Mọi người thấy là đảo này mất cả ngày như này thì mọi người biết là sức bền của em cũng khá lâu rồi. Hai anh em nóng không em? Anh ta kè vào đây, em đứng đấy thôi. Thấy chưa? Đây là váng này, bắt đầu nước này. Đó, đây là khô này. Đó, khô là quánh này.
Đấy, bây giờ sánh vàng hay sánh canh rán này nhìn chưa? Sánh canh rán đấy. Vơi nước là hết rồi đấy. Nhìn thì cái canh rán vàng vàng chưa? Nhà cao này thực tế bao dược liệu bổ thận thương đấy, bổ tăng cường sinh lý đấy, cho nam giới đấy. Bây giờ như này rồi, đấy, một con tí nước đấy. Em mới ra được thôi, mình cô thì nó cứng một tí đấy. Chất lượng ấy. À, xé này. Đấy, mềm này, dẻo dẻo này được này, đấy. Thấy không? Nghe được này, tính không gì hết được. Cả ngày hôm nay cố gắng như thế nào, tí nó cũng được. Kinh nghiệm này, đời cầm vân này, đá chảy này. Nó không nả tảng nó được. Này được rồi, thêm kinh nghiệm luôn. 10 phút rồi nhá. Vâng, để anh Phạm nhá. Lúc này là cần đến chú tay khỏe đi rồi đấy, anh Phạm nhá, anh dẻo mà. Đấy, lúc nhanh, lúc chậm. Rồi, nặng tay lại nặng lắm đấy. Này, ngày mai không phải tập hình nữa. Còn nó vàng cánh trán đấy. Rồi anh chuyển đấy nhá. Anh chuyển sang cái này. Ừ, em nó phánh đấy, vàng vàng anh nhỉ, anh ra cái dán đấy. Thăm nhỏ nửa em nhỏ lửa hết hết lửa đây, được rồi đấy, nhỏ ra cao nhá. Rồi chú cầm đây, cầm đây, đây anh rồi. Nào cái theo là cái theo nha, tắt bếp đi, tắt bếp tắt ga đi, để ra cao nào. Đừng ngồi không ngồi gọn là nhìn ra cao. Mét sấy nào, mét mạnh tay lên nào. Mạnh tay lên. Quánh như đấy, mạnh tay nào. Ngồi xuống tí nữa. Ngồi xuống không thể vội cả, đấy. Cứng chưa? Chất lượng chưa? Thành quả sau mấy ngày này nhỉ? Vết nồi dính nồi nhiều quá.
sao lại ngọt. Em chạy này lấy cái thìa đi. Nhanh nào. Cao chết mất rồi. À mọi người thấy vất vả không mọi người? Thành quả. Rồi em ngồi em này. Thành cô với phép à? Đây đây, bắt bên cái nồi này. Cái nồi này. Quánh hết rồi, làm cái này lấy cái nào ngay đấy. À. Xin này. Xin này. Thôi được rồi. Thế thôi. Này tí như mai thì cọ nồi xong. À, rồi kia đi. Này. Này kia. Còn có em là cái dầu 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 rán không em nhỉ? Có đây. Cảm ơn này. Chủi này là phết này ạ. Anh Hoàn Cao. Mọi người nào bác không đập này này. Đó, không dính này. Này cao là chất lượng này. Thôi mà đồ dán em ơi, này quá tốt rồi. Em ngồi em bay ghế mình kia. Anh để cái ghế ngồi góc đấy. Ăn đi. Ăn đây góc này. Quá tuyệt vời. Đây bên này ra, bên này có hẳn trong mặt. Rồi. Tuyệt vời. Cảm nhận nè. Dính tay không? Không dính. Ồ, tuyệt vời nhỉ. Xong chưa? Rồi. Xong rồi nhá, chờ là muộn em cắt xong nha. Chúc mừng okay. Cao thứ 5 nhá. Thành công, Mỹ Oan. Xin chào mọi người nhá. Chào mọi người.